Tháng cô hồn trong âm lịch là tháng mà theo quan niệm dân gian, cửa thiên địa mở ra và linh hồn tử tế được phép về thăm thế gian. Dưới đây là một số ý nghĩa và quan điểm phổ biến về tháng cô hồn. Thứ nhất, tưởng nhớ và tôn vinh tổ tiên. Tháng cô hồn là dịp để gia đình tưởng nhớ và tôn vinh tổ tiên, các linh hồn đã khuất. Người Việt tin rằng trong tháng này, các linh hồn có cơ hội về thăm gia đình và lễ cúng cô hồn được tổ chức để cung cấp cho họ những thứ cần thiết và tri ân. Thứ hai, trao cầu siêu và giải thoát linh hồn. Người thực hiện lễ cúng cô hồn tin rằng bằng việc cúng cơm, rượu, tiền giấy và các vật phẩm khác, họ có thể cung cấp cho linh hồn những phần tử cần thiết để họ tiếp tục cuộc sống sau cái chết. Đồng thời, việc cầu siêu và thực hiện các nghi lễ cúng cũng nhằm giúp giải thoát các linh hồn khỏi nơi cõi âm. Thứ ba, bảo vệ và chữa trị linh hồn. Theo quan niệm dân gian, trong tháng cô hồn, có những linh hồn bị lạc lối hoặc mang ác ý. Việc tổ chức lễ cúng và cầu siêu được xem như là cách để bảo vệ và chữa trị linh hồn, giúp họ tìm được đường về nơi an nghỉ. Thứ tư, thể hiện lòng thành kính và lòng hiếu thảo. Tục lệ cúng cô hồn cũng là cách thể hiện lòng thành kính và lòng hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên. Đó là cơ hội để thể hiện sự tri ân và tôn trọng đối với những đóng góp và dạy dỗ của tổ tiên. Thứ năm, gắn kết gia đình. Tháng cô hồn cũng tạo điều kiện cho gia đình tụ tập lại, cùng nhau thực hiện các nghi lễ cúng và chia sẻ những kinh nghiệm về tổ tiên. Điều này giúp gia đình gắn kết hơn và duy trì truyền thống gia đình. Sau đây là 18 điều kiêng kỵ tuyệt đối ngày rằm tháng 7. Thứ nhất, không treo chuông gió ở đầu giường, vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ. Khi ngủ, sẽ dễ bị chúng xâm nhập, quấy phá. Thứ hai, người yếu bóng vía không nên đi chơi đêm vào tháng này, nếu không sẽ dễ gặp điều không may. Thứ ba, không được nhổ lông chân vào ngày này, vì dân gian cho rằng một sợi lông chân quản ba con quỷ. Người càng có nhiều lông chân thì ma quỷ càng ít dám đến gần. Thứ tư, không tùy tiện đốt giấy vàng mã, vì như vậy sẽ khiến ma quỷ bu đến. Thứ năm, không ăn dùng đồ cúng, vì đó là đồ dành cho ma quỷ. Nếu chưa cúng và cầu xin mà lấy ăn sẽ rước tai họa vào mình. Thứ sáu, không phơi quần áo vào ban đêm, vì ma quỷ trông thấy sẽ mượn và để lại quỷ khí trong các quần áo ấy. Thứ bảy, những người khi đi chơi đêm không được réo gọi tên nhau, nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người được gọi, đó là điểm xấu. Thứ tám, không nên bơi lội, vì ma quỷ sẽ cùng đùa với bạn. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị chúng làm trẹo chân. Thứ chín, không hù dọa người khác, khiến họ giật mình, hồn bay phách tán, dễ bị ma quỷ xâm nhập. Thứ mười, cây đa trước nhà là nơi hội tụ âm khí, ma quỷ rất thích ở những chỗ như vậy, cho nên kỵ đứng ngồi nằm trốn ở đó. 11. Không nên thức quá khuya, vì như vậy tinh thần sẽ hao tổn suy nhược, dễ nhiễm quỷ khí. 12. Nơi góc tường xó tối là những chỗ ma quỷ thường tụ tập nghỉ ngơi, không nên đến gần những chỗ ấy. 13. Không nhặt tiền bạc rơi rải trên đường, vì có thể đó là tiền người ta cúng mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nếu người nào phạm kỵ sẽ gặp tai họa không chừng. 14. Khi đi đến qua những nơi vắng vẻ, không ngoái cổ quay đầu nhìn lại phía sau, dù có cảm giác hình như có người đang đi theo mình hoặc gọi tên mình, vì đó có thể do ma quỷ trêu chọc. 15. Khi lên giường ngủ, không để mũi dép hướng về phía giường, nếu không ma quỷ nhìn thấy sẽ đoán rằng có người sống đang nằm trên giường và chúng sẽ lên giường ngủ chung với bạn. 16. Không cắm đũa đứng giữa bát cơm, vì đó là hình thức cúng tế,
cũng giống như kiểu thắp hương, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung. 17. Không nên ở một mình trong thời gian này, nếu không sẽ dễ bị ma quỷ dẫn dắt hoặc quấy phá. 18. Không chụp ảnh vào ban đêm, bởi ma quỷ luôn lảng vảng xung quanh đó, sẽ vô hình vào ảnh chung với người sống, đó là điều không tốt. Sau đây là 13 điều nên làm ngày rằm tháng 7. Thứ nhất, làm lễ cúng các cô hồn vào bất cứ ngày nào trong tháng. Nếu vào ngày mùng 2 hoặc 16 âm lịch thì càng tốt để tỏ lòng thành chính mình. Thứ hai, thăm mộ phần của người thân trong gia đình, ở ngoài nghĩa địa hay trong chùa chiền, nơi lưu giữ các hũ hài cốt. Vì trong tháng cô hồn còn gọi là Tết của những người âm. Thứ ba, trước khi dọn đồ ra cúng cô hồn, nếu chưa kịp thắp nhang khấn vái mà có những người tranh nhau giật các đồ cúng từ trên tay bạn, thì ngay lập tức nên buông thả đồ cúng ra khỏi tay. Nếu bạn nhận lại thì hậu quả nhận được là những điều tệ hại. Nếu khi bạn chưa làm lễ cúng mà đã có người chầu trực để giật, có nghĩa là tín hiệu tốt. Thứ tư, nên hạn chế sát sinh các con vật. Thứ năm, nên cúng xe ô tô dù có kinh doanh hay là không kinh doanh. Thứ sáu, nên ăn chay để tránh điềm dữ. Thứ bảy, nên làm phúc thiện mạnh mẽ trong tháng này. Thứ tám, nếu biết tụng kinh thì nên trì tụng chú Đại Bi, Chuẩn Đề, Du Lan Báo Hiếu, Địa Tạng. Thứ chín, nên ăn nói nhã nhặn, vui vẻ trong gia đình hay trong bạn bè, đối tác. Thứ mười, nên tránh xa các cuộc xung đột. 11. Nên cứu người khi gặp nguy cấp. 12. Nên đi chùa chiền thắp nhang cầu xin sức khỏe, cầu siêu. 13. Khi các bạn cúng cô hồn xong, thì một ngày sau đó hoặc cuối tháng 7, nên dùng bột từ trà ma tiêu khử, tránh các trường hợp các âm hương linh phản phất vào nhà mình tụ ở lại. Đồng thời, vào đầu tháng 8 âm lịch thì nên dùng bột tẩy quế mà tẩy hoàn toàn trong căn nhà mình, để có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà mình ở. Những điều nên làm hay không nên làm trong tháng cô hồn đều là những tín ngưỡng dân gian mà không ai hay một ngành khoa học nào có thể kiểm chứng đúng sai. Nhưng với quan niệm rằng có thờ, có thiên, có kiên, có lành, nên người dân vẫn chú trọng làm theo. Hơn nữa, người Việt cho rằng cúng cô hồn là một hành động nhân đạo, mang tính nhân văn cao cả của con người, thể hiện lòng kính trọng tôn nghiêm của người sống đối với người đã khuất, đề cao việc báo hiếu và làm phúc bố thí. Kính thưa quý vị và các bạn, khi Phật duyên đã gõ cửa, những cánh cửa của lòng chúng ta mở ra với niềm tin và hy vọng. Trong sự hiện diện của Phật, chúng ta không chỉ nhận được sự chân thành và lòng từ bi, mà còn được trời Phật che chở và phù hộ. Đời sống được bao bọc bởi ân của Đức Phật, ta bước qua mọi thử thách, vượt qua mọi sóng gió. Trong những khoảnh khắc yên bình, chúng ta cảm nhận được sự an lạc và bình yên từ tâm hồn. Đó không chỉ là niềm vui tạm thời, mà còn là sự ổn định, vững chắc trong cuộc sống. Trên con đường đầy gian truân, Phật ân là nguồn sáng soi đường, là nguồn động viên khiến ta kiên nhẫn và dũng cảm. Nhờ có Phật ân, chúng ta biết cách đối diện với những khó khăn, đón nhận những thử thách mà không run sợ hay là hoảng loạn. Trái tim được an lạc trong sự tin tưởng và hy vọng, với niềm tin rằng dưới bàn tay phù hộ của Phật, mọi điều đều có thể trở nên tốt đẹp hơn. Hãy để Phật ân điều hòa mọi khổ đau, làm dịu đi những vết thương trong lòng và làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Với Phật duyên, ta không chỉ tìm được niềm vui trong những điều nhỏ nhặt, mà còn trở nên mạnh mẽ và tự tin trong mọi tình huống. Đời sống trở nên rộn ràng hơn, tràn đầy ý nghĩa khi ta biết rằng với sự che chở của Phật, ta luôn được bảo vệ và điều hướng đúng đắn trên con đường của mình. Phật đã dạy rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tính, có nghĩa là
mỗi người trong chúng ta đều có khả năng tìm thấy mối liên hệ tâm linh với Phật. Dù ẩn chứa trong tâm hồn hay là hiện hữu ngoài cõi vật chất, niềm tin và sự kính trọng đối với Phật luôn tồn tại. Tuy nhiên, mặc dù ai cũng có thể giao duyên với các thần Phật khác nhau, nhưng sự khác biệt về nghiệp lực và căn cơ ngộ tính của mỗi người lại là yếu tố quyết định. Mỗi người mang trong mình những trải nghiệm, những hành động và tâm hồn độc đáo, tạo nên một mối liên hệ tâm linh đặc biệt với Phật. Và từ sự đa dạng này, một khái niệm quan trọng đã được hình thành. Phật duyên không đồng nhất mà sâu cạn. Đó là sự khám phá và nhận biết về việc mỗi người có một lối sống tiếp cận riêng với Phật dựa trên nghiệp lực, kiến thức và trải nghiệm của bản thân mình. Nhưng dù có sự đa dạng này, Phật duyên vẫn là nguồn sáng chỉ đường, là niềm hy vọng vững chắc cho mọi chúng sanh. Mỗi người có thể tìm thấy sự an ủi, sự giúp đỡ và lẽ sống ý nghĩa thông qua mối liên hệ đặc biệt của mình với Phật. Với sự hiểu biết và tôn trọng đối với sự đa dạng của Phật duyên, chúng ta có thể khám phá và trân trọng những hành trình tâm linh riêng biệt của mỗi người, nhưng vẫn hướng về một mục tiêu chung, đó là sự giác ngộ và hạnh phúc cho mọi chúng sanh. Phật tính, bản chất thiện là nguồn gốc của mỗi chúng sinh, tồn tại, không sinh ra và không mất đi. Nó chỉ có thể trở nên ngày càng sâu sắc thông qua quá trình tu tâm dưỡng tính và giác ngộ. Tuy nhiên, nếu bị che mờ bởi dục vọng, si mê, thù hận và nghiệp chướng nặng, thì cuộc sống này có thể tạm thời không có duyên với Phật. Trong hành trình tu tâm, thần Phật luôn phù hộ và độ trì cho những ai cần thiết. Nhưng để tiếp tục tiến bước trên con đường này, chúng ta cần tu dưỡng nhiều hơn, tích đức và hành thiện. Chờ đợi và nhận thiện báo là điều quan trọng, là dấu hiệu của sự lĩnh ngộ chân lý của nhà Phật. Những người có phúc báo sâu dày đã lĩnh ngộ được chân lý. Họ hiểu rõ về bản chất của cuộc sống và biết cách kết duyên với Phật một cách dễ dàng. Chúng ta cần phải trải qua những trải nghiệm học hỏi và tiếp tục rèn luyện tâm hồn để cảm nhận sâu sắc hơn về sự hiện diện và tình thương của Phật trong cuộc sống hàng ngày. Chính qua những nỗ lực không ngừng này, chúng ta mới có thể tiến gần hơn đến ánh sáng của Phật. Con người giống như một viên ngọc quý, chứa đựng trong mình vẻ đẹp và giá trị sâu bên trong. Nhưng chỉ khi được mài mòn qua những thử thách và nỗ lực, nó mới thể hiện sự lấp lánh và phát sáng. Mỗi ngày chúng ta luyện tập và rèn luyện bản thân như một người thợ mài chăm chỉ đang tạo ra một viên ngọc quý hoàn hảo. Chúng ta học hỏi từ những trải nghiệm, từ những sai lầm và từ sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Qua việc luyện tập và tự hoàn thiện, chúng ta mong muốn sáng tỏ như viên ngọc quý. Và qua những nỗ lực đó, chúng ta tìm được cơ duyên với Phật, bởi vì trong ánh sáng của Phật, chúng ta thấy được bản nguyên của mình, thấy được sự kiên nhẫn và lòng từ bi, và từ đó chúng ta tìm thấy ý nghĩa hạnh phúc trong cuộc sống. Vì vậy, hãy tiếp tục luyện tập và tự hoàn thiện bản thân như một viên ngọc quý đang được mài mòn để tỏa sáng rực rỡ. Và qua những nỗ lực đó, cơ duyên với Phật sẽ đến với chúng ta, mang lại ánh sáng và niềm vui vững chắc trong lòng. Đức Phật đã dạy rằng, để nhận biết một người có Phật duyên hay không, không phải là nhìn vào khoảng cách vật lý xa hay gần, mà là phải nhìn vào khoảng cách giữa nội tâm và thần Phật của người đó. Nội tâm của mỗi người là nơi chứa đựng tình thương, lòng từ bi và sự hiểu biết về bản thân và cuộc sống. Khoảng cách giữa nội tâm và thần Phật chính là sự hiểu biết và ý thức về tình thương và lòng từ bi, cũng như sự kết nối tâm linh với Phật. Một người có Phật duyên sẽ có sự hiểu biết sâu sắc về lòng từ bi và tình thương, sẵn sàng đặt niềm tin vào thần Phật. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, họ giữ vững tinh thần lạc quan, biết cách thông cảm và giúp đỡ người khác,
Còn ngược lại, người không có Phật duyên thường thiếu lòng từ bi và không có sự kết nối tâm linh với Phật. Họ có thể sống trong sự ích kỷ và áp đặt, không quan tâm đến sự khổ đau của người khác và không có ý thức về ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Vì vậy, để nhận biết một người có Phật duyên hay không, hãy nhìn vào nội tâm và sự kết nối tâm linh của họ với thần Phật. Đó mới chính là điểm quyết định, là khoảng cách thực sự đo lường đẳng cấp và giá trị của một tâm hồn. Sau đây là bốn kiểu người không cần ngày ngày bái Phật vẫn có Phật duyên. Thực tế, Phật dạy trên đời có bốn kiểu người không cần bái Phật vẫn có Phật duyên thâm sâu, được trời Phật âm thầm phù hộ mà không hề hay biết. Nếu bạn là một trong số những người này thì chắc chắn phúc đầy, may mắn, an yên. Đầu tiên, đó là người có tâm từ bi hỷ xả. Trong kinh pháp của Đức Phật, người có tâm từ bi và hỷ xả được coi là những người thực sự hiểu biết và đạt được hạnh phúc thật sự. Đức Phật khuyên chúng sanh hãy chăm chỉ tu tập tứ vô lượng tâm, tức là bốn món tâm rộng lớn không lường được. Đó là các tâm từ bi, hỷ xả, tâm vô ưu và tâm không bị khuyết. Tâm từ bi là khả năng thông cảm và chia sẻ tình thương với mọi loài chúng sanh. Người có tâm từ bi sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ cảm thông với những người khác trong khó khăn và đau khổ. Hỷ xả là khả năng chấp nhận và buông bỏ mọi khổ đau và phiền muộn. Người có tâm hỷ xả không bị ràng buộc bởi quá khứ hay là lo lắng về tương lai. Họ sống ở hiện tại và biết cách thưởng thức mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống. Tu tập tứ vô lượng tâm là hành trình của sự tự giác và trưởng thành tâm hồn, một con đường dẫn đến sự giải thoát và hạnh phúc thật sự. Đối với người có tâm từ bi và hỷ xả, tu tập tứ vô lượng tâm không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một phương tiện để tạo ra hạnh phúc cho chính bản thân và cho những người xung quanh mình. Phật đã chỉ ra rằng những đặc tính giúp con người trở nên tốt đẹp và hoàn thiện là những lối sống của bậc thánh tâm. Đó là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, là hành động cao quý nhất mà con người có thể thực hiện được. Đó là sự chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của mình với người khác, làm cho thế giới trở nên ấm áp hơn và đẹp đẽ hơn từng ngày. Tâm bi là khả năng đồng cảm và chia sẻ nỗi đau của người khác. Bằng cách này, chúng ta trở nên nhân từ và nhận thức rằng mọi người đều gặp phải khó khăn và đau khổ, và chúng ta cố gắng giúp đỡ họ vượt qua. Tâm hỷ là niềm vui thanh thản và lòng biết ơn. Khi chúng ta sống với tâm hỷ, chúng ta trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống và biết ơn về những điều mà từ bi mang lại cho chúng ta. Tâm xả là sự thư thái và tự do, không kỳ thị và không gắn bó với bất kỳ điều gì. Chúng ta sống với tâm xả khi chúng ta chấp nhận mọi sự thật và không gắn bó với những khái niệm và quan điểm cá nhân. Những đặc tính này không chỉ làm cho con người trở nên tốt đẹp và hoàn thiện mà còn tạo ra một xã hội hòa bình và hạnh phúc. Hãy học tập và áp dụng những lối sống của bậc thánh tâm vào cuộc sống hàng ngày, để chúng ta có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn từng ngày. Những người ngày đêm tụng kinh niệm Phật, dù có chăm chỉ khấn bái trước chư thần Phật ra sao, nhưng trong tâm của họ lại không có tứ vô lượng tâm, tức là không có lòng từ bi hỷ xả, tâm vô ưu và tâm không bị khuyết. Họ đang làm ngược lại với đạo, và dù có tu đến tám vạn đại kiếp thì cũng khó kết Phật duyên. Trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, việc tụng kinh niệm Phật và khấn bái trở nên quan trọng và phổ biến. Tuy nhiên, nếu lòng từ bi hỷ xả, tâm vô ưu và tâm không bị khuyết không được nuôi dưỡng, thì việc này trở thành sự hành động trên bề mặt mà không tạo ra sự thay đổi thực sự trong tâm hồn. Phật duyên không chỉ đến với những người có hành động bề ngoài, mà còn đến với những người có tâm hồn trong sạch và lắng đọng. Để thực sự kết Phật duyên,
chúng ta cần đặt trọng tâm vào việc nuôi dưỡng tứ vô lượng tâm, để từ đó tạo ra một cơ duyên sâu sắc và thấm đẫm tình thương với thần Phật. Hãy để lòng từ bi và hỷ xả chiếu sáng trong tâm hồn, để tâm vô ưu và tâm không bị khuyết làm lấp đầy mọi khoảng trống. Chỉ khi đó chúng ta mới thực sự đón nhận được Phật duyên và tìm được hướng đi đích thực trong cuộc sống. Đức Phật đã dạy rằng một người có Phật duyên chắc chắn là người có tâm thiện lành. Họ luôn canh cánh suy nghĩ về cách làm thế nào để giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém hơn mình. Điều đặc biệt là họ không mưu lợi cho bản thân, chỉ mong chúng sinh được giảm bớt khổ đau và đắp lên lòng từ bi. Người có tâm từ bi hỷ xả, dù không cần ngày ngày bái Phật, vẫn được độ trì và giúp vượt qua mọi tai họa trong cuộc đời. Họ sống an nhàn và hưởng phúc báo từ việc mang lại niềm vui và sự an ủi cho người khác. Chính sự từ bi và hỷ xả của họ là nguồn sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và thách thức. Cuộc đời của họ không chỉ là một cuộc sống bản thân, mà còn là một sứ mệnh, một trách nhiệm để lan tỏa tình thương và lòng từ bi cho mọi chúng sanh. Với tâm hồn Bồ Đề, họ không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn trở nên an nhàn và hạnh phúc trong lòng. Như vậy, người có Phật duyên không chỉ là những người thực hiện nghi thức tôn giáo, mà còn là những người sống theo lời dạy của Đức Phật với tình yêu thương và lòng từ bi không biên giới. Do đó, đó chính là con đường đích thực dẫn đến hạnh phúc và giác ngộ thực sự. Tiếp theo đó là người giữ nội tâm thanh tịnh. Trong kinh Phật có câu Phật thuyết rằng: Phật thuyết nhất thuyết pháp, duy trì nhất thuyết tâm, nhược vô nhất thuyết tâm, hại dụng nhất thuyết pháp. Điều này có nghĩa là Phật đã nói rằng mục đích của tất cả các giáo pháp là để trị tất cả tâm bệnh của chúng sanh. Nếu tất cả chúng sanh không có tâm bệnh thì cần gì tất cả các pháp? Tâm bệnh là những gánh nặng tinh thần, những cảm xúc tiêu cực như ái, oán, hờn, ganh ghét và sự tham lam. Chúng là nguyên nhân gây ra đau khổ và bất hạnh cho con người. Pháp duy trì là phương tiện để chữa trị tâm bệnh, làm cho tâm hồn trở nên bình an và hạnh phúc. Tâm nhược vô tức là không có sự áp đặt hay là tự ti, không có lòng tự cao tự đại. Tâm hạ dụng tức là tâm hòa thuận và nhân từ, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và chia sẻ yêu thương. Pháp nghĩa tức là lối sống đạo đức và có ý nghĩa dựa trên nguyên tắc của sự từ bi và lòng nhân ái. Như vậy, câu này nhấn mạnh rằng mọi người cần chữa trị tâm bệnh để đạt được bình an và hạnh phúc thực sự. Nếu tâm hồn được làm sạch và trong sáng, không còn bị nhiễm bệnh của ái oán và ganh ghét, thì cả thế giới này sẽ trở nên hòa bình và hạnh phúc hơn. Cuộc sống này đầy rẫy những cám dỗ khó cưỡng, và chỉ có người bản lĩnh biết giữ thân, giữ gìn cơ thể và lời nói cùng với một nội tâm thanh tịnh mới có thể hy vọng đạt được giác ngộ chân chính và cực lạc. Địa ngục hay hạnh phúc đều nằm trong tâm hồn của chúng ta, và lựa chọn ra sao là do chính bản thân chúng ta quyết định. Vì vậy, cần phải giữ tâm thanh tịnh. Khi con người giữ được tâm thanh tịnh, mọi hành động của họ đều được phân xửa rõ ràng đúng sai. Dù đối diện với bất cứ tình huống nào, dù tai đang nghe những lời trái ngang, họ vẫn có thể nói những lời thanh tao, tôn trọng và đúng đắn. Khi khẳng khái, tâm thanh tịnh, mọi phiền não, mọi trở ngại sẽ tự chặt đứt. Tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thản, không bị cuốn vào dòng xoáy của lo lắng và áp lực. Chỉ khi tâm hồn được thanh tịnh, chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự và bình an trong cuộc sống. Giáo lý của nhà Phật dạy chúng ta cách sử dụng cái tâm để đạt được sự bình lặng và nhìn nhận cuộc sống một cách tự nhiên, không bị vướng bận vào sự đoán trước hay là kỳ vọng. Chúng ta được khuyến khích giữ tâm thanh tịnh để cho thể tính tự nhiên bộc lộ một cách tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi những tưởng tượng và những ảo tưởng. Bằng cách này, chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống
một cách chân thực và tự nhiên, không bị gò ép bởi áp lực và lo lắng. Thay vì luôn lo lắng về những điều vụn vặt, chúng ta học cách nhìn nhận mọi sự kiện với tâm nhìn rộng lớn, từ bi và nhân ái. Đức Phật dạy rằng, để có được Phật duyên, không cần phải ngày ngày cúng bái. Quan trọng hơn hết là giữ tâm thanh tịnh và sống một cuộc sống đạo đức có ý nghĩa. Khi tâm hồn được làm sạch, chúng ta có thể thu hút Phật duyên và trải nghiệm hạnh phúc thật sự. Vì vậy, hãy dùng cái tâm một cách chân thực và tự nhiên để trải nghiệm cuộc sống một cách đầy ý nghĩa và hạnh phúc, không bị ảnh hưởng bởi những điều vụn vặt và những khó khăn trong cuộc sống này. Chính điều này sẽ giúp cho chúng ta thu hút Phật duyên và trở nên bình an trong lòng. Tiếp theo đó là người biết sợ nhân quả. Một người có thể không tin vào Phật, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của luật nhân quả trong cuộc sống. Luật nhân quả không phân biệt ai là người tin Phật, ai là người không tin Phật. Nó không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn, tất cả những gì bạn đã làm, một ngày nào đó sẽ phải trả giá và nhận những gì mình đã gây ra. Nhân quả không chỉ là một khái niệm tôn giáo, mà còn là một phần của cuộc sống hàng ngày. Mỗi hành động, mỗi ý nghĩ của chúng ta đều tạo ra hậu quả tương ứng không thể tránh khỏi. Cho dù chúng ta có cố gắng che đậy hay là tránh né, những gì đã làm sẽ không bao giờ biến mất được. Vì vậy, trong mọi tình huống, chúng ta nên hành động một cách đạo đức và trách nhiệm, biết rằng mọi hành động đều có hậu quả. Dù là hạnh phúc hay là đau khổ, thành công hay là thất bại, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm và đối diện với những gì mình đã tạo ra. Nhìn nhận và chấp nhận luật nhân quả là bước đầu tiên để chúng ta trở nên tỉnh thức và có trách nhiệm trong cuộc sống này. Chúng ta không thể lợi dụng hay trốn tránh nó, chỉ có thể học cách sống sao cho đúng đắn và tốt đẹp hơn để có thể đối diện với mọi tình huống một cách mạnh mẽ và ý thức. Trong Kinh Phật, nhân duyên và hội ngộ được mô tả như một chuỗi kết nối không gian và thời gian, nối liền tất cả mọi vật, mọi sự trong vũ trụ. Quả báo hay hậu quả của những hành động của chúng ta được mô tả như hoàng tử thọ, tức là một biểu tượng cho sự trường tồn và sự mãi mãi. Dù trải qua trăm ngàn kiếp, những hành động của chúng ta không bao giờ mất đi. Chúng chỉ đợi đủ nhân duyên, đủ thời điểm để trở thành hiện thực. Nhưng không có gì có thể tránh khỏi những quả báo của những việc làm của chúng ta. Mỗi hành động, mỗi ý nghĩ của chúng ta đều đánh dấu một dấu ấn trong không gian và thời gian, và sẽ trở lại với chúng ta tại một thời điểm nào đó. Đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm và ý thức của mỗi con người. Chúng ta nên hành động một cách tỉnh thức và đạo đức, biết rằng mọi hành động đều có hậu quả và sẽ trở lại với chúng ta theo một cách nào đó. Chỉ khi nhận thức được điều này, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và trách nhiệm, không chỉ với bản thân mình mà còn với mọi vật, mọi sự xung quanh. Mọi việc trên thế gian này đều tồn tại theo nguyên lý nhân quả, tiền nhân và hậu quả. Nhân quả không phải là một quyết định của đấng thần linh nào, mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn, chính xác và hiệu quả vô cùng. Đừng nghĩ rằng những việc mình đã làm không có ai chứng kiến, không có ai biết. Thần không biết, quỷ không hay, nhưng luật nhân quả không lỡ lầm, không bỏ sót bất kỳ hành động nào. Mỗi việc làm của bạn sẽ trở thành phúc báo sau này, mang lại hạnh phúc và may mắn cho bạn. Mỗi việc làm ác của bạn sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh vác trong tương lai. Đó là một lời nhắc nhở về trách nhiệm và ý thức của mỗi con người. Hãy hành động một cách tỉnh thức và đạo đức, biết rằng mỗi hành động đều đánh dấu một dấu ấn trong vũ trụ và sẽ trở lại cho chúng ta theo một cách nào đó. Chỉ khi nhận thức được điều này, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa và trách nhiệm, không chỉ với bản thân mình
mà còn với mọi vật mọi sự xung quanh mình. Người tin Đức Phật không chỉ là người đơn giản tin vào một đấng thần linh, mà còn là người hiểu và tin vào nguyên lý nhân quả, nguyên lý vĩnh viễn tồn tại trên thế gian này. Người hiểu về nhân quả đã thấu hiểu mọi điều trên thế gian này, và từ đó họ biết cách cải thiện số mệnh của mình, biến nó trở thành tốt đẹp hơn. Nguyên lý nhân quả dạy chúng ta rằng mỗi hành động, mỗi ý nghĩ của chúng ta đều có hậu quả tương ứng. Nếu chúng ta hành động thiện sẽ gặt hái được hạnh phúc và may mắn, còn ngược lại, nếu chúng ta hành động ác sẽ phải gánh chịu những hậu quả đau khổ và khó khăn. Do đó, người hiểu về nhân quả không chỉ tin rằng họ có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, mà còn biết rằng điều đó hoàn toàn trong tay của họ. Bằng cách hành động thiện lành và mang lại lợi ích cho mọi người xung quanh, họ không chỉ cải thiện số mệnh của bản thân mình, mà còn góp phần vào sự hòa bình và hạnh phúc của xã hội. Vì vậy, người tin Đức Phật và hiểu về nhân quả không chỉ là những người đạo đức, mà còn là những người trí tuệ và biết cách tạo nên sự thịnh vượng và an lành cho mình và cho thế giới xung quanh mình. Đó chính là người thực sự làm cho số mệnh của mình trở nên tốt đẹp hơn. Cuối cùng, đó là người có tu dưỡng hướng thiện. Trong tâm của mỗi con người có một hạt giống của sự cao quý, một hạt giống phấn đấu để thức tỉnh và nở hoa. Đức Phật đã dạy rằng ai cũng có Phật tính, ai cũng có thể tu tập để thành Phật. Điều này không chỉ là lời dạy, mà còn là một lời nhắc nhở về sức mạnh tiềm ẩn trong từng chúng sinh. Hạt giống này dù ẩn nấp trong tâm trí của chúng ta, nhưng cần được tưới nước, chăm sóc và nuôi dưỡng để nở hoa. Hành trình tu tập không phải là con đường dễ dàng, nhưng nó là con đường duy nhất dẫn đến sự giải thoát và bình an. Để trở thành Phật, trước hết chúng ta cần tu dưỡng hướng thiện. Hướng thiện không chỉ là việc làm những việc tốt bên ngoài, mà còn là việc chăm sóc và làm sạch tâm trí, loại bỏ những ý nghiệp đen tối và nuôi dưỡng tinh thần an lành. Khi tâm trí được thanh tịnh, chúng ta mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được ánh sáng của hạnh phúc và sự tự do. Mỗi hành động thiện là một bước tiến lớn trên con đường tu tập. Quý trọng từng hạt giọt thiện lành, chúng ta đang tưới nước cho hạt giống Phật trong lòng mình lớn lên. Tâm có Phật là nguồn cảm hứng và sức mạnh tối thượng để chúng ta tiến bước qua những thử thách và tìm thấy ý nghĩa đích thực. Một tâm trí được chứa đựng tình yêu thương và lòng từ bi, mở cửa rộng lớn cho sự nhân ái và khoan dung, mới thực sự là toàn vẹn. Người xưa đã không sai khi nhấn mạnh rằng con người sống thiện sẽ được phước báo, còn kẻ làm ác sẽ gặp tai ương. Chân lý ấy không chỉ là một lời cảnh báo về hậu quả của hành động, mà còn là một lời khuyên sâu sắc về cách sống. Chúng ta cần biết rằng mỗi hành động của chúng ta đều tạo nên dấu ấn trong vũ trụ vô tận và cũng sẽ quay về với chính mình theo một cách nào đó. Do đó, để trở thành người toàn vẹn, chúng ta cần kính trọng trời đất và tu dưỡng tích đức. Hành động tốt không chỉ là để thu hút sự phúc báo từ bên ngoài, mà còn là để làm cho tâm trí của chúng ta trở nên trong sáng và bình an. Mỗi lời nói tử tế, mỗi việc làm từ bi đều là những viên gạch xây dựng nên lâu đài hạnh phúc của chúng ta. Hãy sống với lòng biết ơn và sẵn lòng chia sẻ mọi niềm vui với mọi người xung quanh mình. Vì đúng vậy, hành động tốt là cách tốt nhất để tạo phúc cho chính bản thân mình, và tâm có Phật sẽ dẫn dắt chúng ta trên con đường của ánh sáng và yêu thương. Trong Kinh Hoa Nghiêm, sự khai thác về bản chất của Phật không chỉ là hình ảnh của một vị thần linh hiển hiện bên ngoài, mà còn là sự tỉnh thức, sự hiểu biết sâu sắc về bản thân và vũ trụ. Không phải Phật ấy mới là Phật, Phật này là Phật từ trong tâm. Câu này như một lời nhắc nhở sâu sắc về tỉnh thức Phật Pháp ẩn chứa trong mỗi con người. Khi ta ý thức rằng Phật không chỉ tồn tại ngoài kia, mà còn hiện hữu trong từng hơi thở,
từng hành động của chính mình. Ta nhận ra rằng trách nhiệm của mình không chỉ là thờ Phật, mà còn là sống theo lời dạy của Phật từng phút từng giây. Nhưng liệu ta có hành xử như một Phật khi Phật không hiện diện trực tiếp? Câu trả lời không chỉ là việc ta xem xét hành động của mình dưới ánh sáng của Phật, mà còn là việc ta hiểu rằng mỗi hành động của chúng ta đều đánh dấu sự soi xét của Phật. Vì thế, mỗi bước chân, mỗi lời nói đều cần được suy nghĩ kỹ lưỡng, không để phạm vào lỗi lầm hay vi phạm những nguyên tắc của Phật Pháp. Mỗi hành động không chỉ là cách thể hiện sự tôn kính, mà còn là việc thực thi tri thức và lòng từ bi trong tâm hồn mình. Như vậy, khi ta hiểu rõ rằng Phật không chỉ là một hình tượng bên ngoài, mà còn là sự tỉnh thức và sáng suốt từ bên trong, ta mới có thể sống hòa bình và hạnh phúc theo lời dạy của Đức Phật. Và qua đó ta thấu hiểu rằng bản ngã thực sự của chúng ta chỉ tồn tại khi chúng ta sống theo những nguyên lý cao quý của Phật Pháp. Trong cuộc hành trình tu hành, cốt lõi không chỉ là việc thực hiện những nghi thức hay tạo ra những công đức lớn lao. Điều quan trọng nhất là ý định và tâm hồn mà chúng ta mang theo trong mỗi hành động. Khi ta hành động tu tập, không phải vì sợ Phật soi xét và đánh giá, mà là vì bản năng lương thiện của chính mình. Khi tâm hồn được khuôn khổ bởi lòng từ bi và ý chí lành lợi, mỗi hành động của chúng ta trở nên như một lời cầu nguyện, một biểu hiện của lòng thành tâm. Không còn là nỗi lo lắng về việc Phật sẽ phán xét, mà là sự thấu hiểu rằng hành động đó đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho chính bản thân và những người xung quanh mình. Khi tâm hồn trở nên trọn vẹn trong cõi Phật, ta không còn đau buồn vì những thất bại hay là lo lắng về tương lai. Ta sống ở hiện tại trong từng hơi thở và từng giây phút với lòng biết ơn và tình yêu thương vô bờ. Hành trình tu tập không phải là một cuộc đua với thời gian hay với những người khác. Đó là một cuộc hành trình của bản thân từ bên trong để hiểu biết và làm cho tâm hồn trở nên thanh thản và bình an. Khi tâm ta trở nên trọn vẹn trong cõi Phật, ta sẽ hiểu ra rằng sự thật và hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, mà nằm trong lòng của chúng ta, trong mỗi hành động và suy tư của chính mình. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc hành trình của cuộc đời, chúng ta thường phải đối mặt với những sóng gió, những thử thách mà đời sống đặt ra. Nhưng chính những khó khăn đó mới làm cho chúng ta nhận ra rằng con đường của mình không ai khác mà chính mình phải tự đi qua. Sống là phải đương đầu với những thử thách và vượt qua chúng. Mỗi lần gặp sóng gió, ta mới nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân của mình. Ta học được rằng không ai có thể thay thế vai trò của mình trong cuộc sống này. Đôi khi cay đắng là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là ta phải biết học cách chữa lành những vết thương đó. Không ai khác có thể làm điều này cho ta. Chính bản thân mình phải đứng lên và điều trị những vết thương, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi bước ngoặt trong cuộc đời đều là một thách thức, nhưng cũng là cơ hội để ta học hỏi và trưởng thành. Không ai có thể thay ta trong những quyết định của cuộc đời. Vì vậy, hãy tự tin bước qua mỗi thử thách, bởi chỉ có bằng sự tự chủ và kiên định, ta mới có thể vượt qua được những sóng gió của cuộc đời. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, cuộc đời là một cuộc hành trình đầy chông gai, mà không ai có thể sống giúp bạn được, cũng chẳng ai theo ta được suốt cuộc đời này. Trên con đường này, mọi kỳ vọng từ bên ngoài đều chỉ làm cho ta thất vọng. Dù mặc kệ sợ hãi, chúng ta vẫn phải gắng sức vượt qua mọi thử thách. Không ai có thể thấu hiểu hết những muộn phiền trong lòng của ta. Vậy cho nên không cần phải kể lể, bởi người khác không thể cảm nhận được điều mình đang trải qua. Tuy nhiên, trong bức tranh phức tạp của cuộc đời, có một điều vô cùng quý giá là sự hiểu biết và lòng từ bi của những người bạn đồng hành. Trong những lúc khó khăn, hãy luôn nhớ đến sự chia sẻ và hỗ trợ từ những người bạn này.
họ không thể thay thế vai trò của mình trong cuộc đời, nhưng sự gần gũi và ấm áp từ họ sẽ là nguồn động viên vô cùng quý báu. Với lòng biết ơn và lòng từ bi, hãy điều chỉnh mỗi bước chân trên con đường của mình. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn và với tâm hồn nhẹ nhàng. Bởi chỉ có như vậy, ta mới có thể tận hưởng hạnh phúc thực sự trong cuộc sống này. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải đối mặt với những thử thách, những trở ngại mà có thể khiến cho bản thân bầm dập và đau lòng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là không được quá hốt hoảng trước những khó khăn này. Nhìn nhận từ một góc độ khác, những trở lực đó chính là cơ hội để ta rèn luyện bản thân. Nếu không có những thử thách đó, ta sẽ không bao giờ có cơ hội để trở nên mạnh mẽ và kiên định hơn trong cuộc sống này. Cuộc đời đôi khi thực sự khắc nghiệt, có thể khiến cho ta phải nước mắt chan cơm. Nhưng đừng để mình tuyệt vọng, bởi mỗi khó khăn đều là một bài học quý giá, một cơ hội để ta trưởng thành và phát triển. Hãy nhớ rằng sau mỗi cơn mưa là bầu trời rực sáng, và sau mỗi đêm tối lại là bình minh mới. Vì vậy, dù có gian khó đến đâu, hãy giữ vững niềm tin và sức mạnh trong lòng. Đừng bao giờ từ bỏ, vì chỉ khi kiên nhẫn và kiên định, ta mới có thể vượt qua mọi thử thách và đạt được những ước mơ của mình. Trong cuộc đời này, có lúc chúng ta có thể tự hỏi, nếu không có lý do gì để khởi đầu, tại sao ta lại ở đây? Thế nhưng, như thần cây sống nơi từng bị thương, con người chúng ta phải trải qua những thử thách để trở nên rắn chắc hơn. Đôi khi không có nơi che chở, chúng ta phải tự mình chống đỡ, vươn lên như một dòng trời. Dù không có tài sản tích lũy, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng gầy dựng cho ngày mai. Không có hậu thuẫn phía sau, chỉ có dũng cảm là động lực cho chúng ta tiến lên. Dù cuộc đời gửi đến trắc trở, chúng ta vẫn phải lạc quan vượt qua. Nhưng cũng đừng quên rằng, trong thế giới này có cả niềm vui và nỗi buồn. Dù cuộc sống có xuất hiện đả kích, con người vẫn phải mỉm cười và đối mặt với thị phi. Với mọi thái độ và tình huống xoay dần, chúng ta cần biết cách đối mặt và vượt qua. Hãy nhớ rằng, mỗi thử thách và khó khăn chỉ làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng để bản thân mình bị rối rắm bởi những suy nghĩ tiêu cực. Dù cuộc sống có gặp khó khăn và áp lực, chúng ta vẫn có thể vượt qua bằng sự kiên nhẫn và quyết tâm. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, mọi vấn đề lớn hay nhỏ đều sẽ trở thành quá khứ. Chỉ cần chúng ta thấu hiểu và học hỏi từ chúng thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn và nhận ra rằng mọi thử thách đều là một cơ hội để ta trưởng thành và phát triển hơn. Thế giới này là một hỗn hợp muôn màu của những cảm xúc, những trải nghiệm và những mảnh vỡ từ những lần tổn thương. Chẳng ai có thể tránh khỏi ít nhiều thất vọng và e ngại về con người, dù đó là người thân hay là bạn bè. Bởi trong lòng mỗi người luôn tồn tại sự hiểu biết về sự phức tạp và đa chiều của con người. Dù là tình bạn hay là tình yêu, điều quan trọng nhất là biết trân trọng những người xung quanh mình. Hãy nhìn nhận họ với tấm lòng hiểu biết và sẵn lòng chấp nhận họ với những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Để có một cuộc sống vui vẻ, đôi khi chúng ta chỉ cần đơn giản là một chút lòng nhân từ và sự chấp nhận. Để đạt được hạnh phúc, chúng ta cần phải biết đủ, biết đặt ra những giới hạn và biết cách tự quản lý cảm xúc của mình. Muốn phóng khoáng, hãy mở rộng lòng ra và chấp nhận sự đa dạng trong cuộc sống. Và khi mỗi vấn đề xuất hiện, hãy tin rằng luôn có cách giải quyết. Bởi cuộc sống không chỉ là về những khó khăn, mà còn là về cách chúng ta đối mặt và vượt qua chúng. Điều gì quan trọng nhất của cuộc đời? Trong cuộc đời này, có điều gì quan trọng hơn việc ta nhận ra rằng không ai có thể quay ngược thời gian? Nhưng điều đáng quý nhất là mỗi người đều có khả năng bắt đầu lại từ hôm nay và tạo ra một kết thúc mới cho chính mình. Người xưa đã dạy rằng, dù sống ở đâu, làm gì, điều quan trọng nhất vẫn là làm người. Trước hết hãy trở thành một con người tốt, có lòng nhân ái
và tôn trọng đối với mọi người xung quanh. Sau đó mới đến lượt làm việc. Bởi chỉ khi ta làm người tốt mới có thể mang lại giá trị thực sự trong công việc và cuộc sống. Cuộc sống là một môn học vĩ đại mà không ai có thể học hết được những trang của cuộc đời. Người ta thường ví rằng làm người cũng chính là một phần của môn học này. Nhưng điều đặc biệt là dù ta không thể học hết, nhưng chỉ cần ta nguyện ý, cuộc sống sẽ dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Hôm nay nếu ta có lòng biết ơn và sẵn lòng học hỏi từ mỗi trải nghiệm thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ đẹp hơn ngày hôm qua. Và ngày mai nếu ta tiếp tục nỗ lực và không ngừng phát triển bản thân thì hẳn sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Dần dần, thông qua việc thực hành những giá trị cao quý, ta sẽ trở thành một người có tu dưỡng. Sự tu dưỡng không chỉ là việc rèn luyện tâm hồn mà còn là quá trình tự hoàn thiện, tự trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Vì vậy hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn và sẵn lòng học hỏi để từng bước trở thành một người có ý nghĩa và có giá trị trong cuộc sống này. Đừng bao giờ tự cho mình tài giỏi hơn người. Người ta thường nói rằng trên bầu trời này còn có bầu trời khác, và người tài giỏi cũng có người tài giỏi hơn. Để nhận ra điều này, ta cần tĩnh lặng để từ đó có thể nhìn xa hơn. Nếu một người luôn tự cao tự đại, so sánh bản thân với người khác, thì sao có thể có tinh thần tỉnh táo nhìn ra sự đắng ngắt của cuộc sống này? Một người thực sự tài đức không cần phải khoe khoang, bởi người khác sẽ tự hiểu và đánh giá. Người khiêm tốn luôn được lòng người vì họ không tự cho mình tài giỏi hơn người. Điều này chính là biểu hiện của sự khiêm tốn và trí huệ thực sự. Hãy luôn giữ tâm hồn mình trong sạch và khiêm tốn để từ đó ta có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và có giá trị hơn. Có một sự thật không thể phủ nhận: gieo hành vi sẽ gặt thói quen, gieo thói quen sẽ gặt tính cách, và gieo tính cách sẽ gặt vận mệnh. Vì vậy, thói quen chính là yếu tố quyết định hình thành một con người. Một người mù quáng tùy tiện hứa hẹn thường chỉ đang gieo mầm của sự giả dối và không đáng tin. Họ không nhận ra rằng mỗi lời hứa hẹn tùy tiện là một viên gạch trong việc xây dựng vận mệnh của mình. Nhưng điều đáng sợ hơn, thói quen tùy tiện hứa hẹn có thể trở thành một khẩu nghiệp, làm cho cuộc sống của họ ngập tràn trong bóng tối và không thể vượt qua được. Vì vậy, hãy cẩn thận với mỗi hành động và lời nói của chúng ta, bởi chúng đang xây dựng nên tương lai của chúng ta từng bước một. Thói quen tùy tiện hứa hẹn có thể dẫn đến một kết cục đắng lòng khi người ta trở thành người giả dối, không đáng tin. Thậm chí, nó còn có thể tạo thành một khẩu nghiệp, làm cho cuộc sống ngập tràn trong bóng tối và không thể vượt qua. Vì vậy, hãy sống một cách tỉnh táo và trách nhiệm, không tùy tiện hứa hẹn hay là phán xét người khác. Hãy trân trọng mỗi lời nói và hành động vì chúng đang tạo nên bản dạng và vận mệnh của chính mình. Không phải lúc nào một sự việc hay hành động của một người cũng đúng như chúng ta nhìn thấy. Có những lúc điều tưởng chừng là tốt nhưng lại không phải như vậy. Và ngược lại, có những điều tưởng là xấu nhưng lại không hẳn là như vậy. Vì vậy, chúng ta không nên vội vàng tùy tiện phán xét người khác. Đôi khi, sự thật ẩn sau một hành động có thể khác xa so với những gì ta thấy bề ngoài. Điều này đôi khi dẫn đến những hối hận khi ta vội vàng đánh giá người khác mà không hiểu rõ về họ. Thay vào đó, hãy giữ lòng mình mở rộng và sẵn lòng tìm hiểu sâu hơn về người khác trước khi kết luận. Bởi chỉ khi ta có cái nhìn toàn diện và công bằng, ta mới có thể đánh giá một cách chính xác và tránh được những hối hận không đáng có. Đừng để những người không xứng đáng lẫn vào cuộc sống của bạn. Những người chỉ biết đến việc lợi ích riêng của họ mà không quan tâm đến bạn. Cuộc sống quá ngắn ngủi để mất thời gian với những đối tượng sai lầm. Những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình mà không quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của người khác. Nếu ai đó thực sự muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn, không cần bạn phải vật lộn hay là đấu tranh để giành lấy một vị trí. Hãy tập trung vào những mối quan hệ xây dựng, nơi
bạn được đánh giá và trân trọng đúng giá trị của mình. Đừng để bản thân bị cuốn vào những mối quan hệ độc hại chỉ vì sự cô đơn hoặc nỗi lo sợ bị bỏ rơi. Điều quan trọng nhất là sống một cuộc sống đáng sống, không phải là vì người khác mà là vì chính bản thân bạn. Hãy đặt mục tiêu và giá trị của riêng bạn lên hàng đầu và hãy chấp nhận rằng không phải ai cũng xứng đáng được ở bên cạnh bạn trong hành trình đó. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Đó là việc tự làm tổn thương bản thân mình, làm mất đi sự tự trọng và lòng tự ái. Hãy nhớ rằng, những người bạn thực sự của bạn không phải là những người chỉ xuất hiện khi bạn thành công, mà là những người luôn ở bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người chỉ xuất hiện khi chúng ta có thể mang lại lợi ích cho họ. Nhưng những mối quan hệ đó thường chỉ là những mối quan hệ bề nổi, không chứa đựng tình cảm chân thành và sự ủng hộ thực sự. Những người bạn thực sự sẽ không bao giờ coi thường bạn. Họ sẽ luôn đứng đắn bên cạnh bạn, động viên và chia sẻ cả những niềm vui lẫn nỗi buồn. Khi bạn gặp khó khăn, những người bạn thực sự mới là người bạn cần. Họ không chỉ đứng bên cạnh bạn để đồng cảm mà còn để hỗ trợ bạn vượt qua mọi thử thách. Hãy đánh giá cao những mối quan hệ này và luôn giữ gìn chúng, bởi chúng là những khoảnh khắc đáng trân trọng trong cuộc đời mình. Đừng nói dối bản thân. Bạn có thể lừa dối người khác, nhưng bạn không thể lừa dối chính mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ thực sự tiến bộ khi chúng ta dũng cảm nắm bắt các cơ hội, và cơ hội đầu tiên thường là khó khăn lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Trong cuộc hành trình của mỗi người, có những lúc chúng ta cảm thấy cần phải che giấu sự thật để làm cho bản thân và người khác cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng sự trung thực với chính mình là quan trọng nhất. Nếu bạn không thể tin tưởng vào chính mình, làm thế nào bạn có thể tiến xa trong cuộc sống? Nắm bắt cơ hội đầu tiên đòi hỏi sự can đảm và lòng trung thực. Hãy dũng cảm đối diện với khó khăn và hãy nhớ rằng sự trung thực với bản thân là chìa khóa mở ra cánh cửa của thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua. Có thể chúng ta đã yêu nhầm người và đau khổ vì những điều không xứng đáng. Nhưng dù mọi việc có tồi tệ đến đâu, có một điều chắc chắn, sai lầm giúp cho chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta thường phải trải qua những cảm xúc khác nhau, từ niềm vui đến nỗi đau. Những sai lầm và thất bại có thể khiến cho chúng ta cảm thấy thất vọng và tự trách móc mình. Nhưng hãy nhớ rằng mỗi sai lầm là một bài học quý giá, là bước tiến mới trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và sự thành công. Dù đã từng yêu nhầm người, dù đã phải trải qua những đau khổ không đáng có, nhưng những kinh nghiệm đó sẽ giúp chúng ta nhận biết và đánh giá đúng người, đúng thứ trong tương lai. Đôi khi để tìm được hạnh phúc và sự đồng thuận thực sự, chúng ta cần phải trải qua những sai lầm, những thất bại. Đó là quá trình tự hoàn thiện bản thân và nó là hành trình đánh giá mỗi người chúng ta phải trải qua. Chúng ta ai cũng đã từng gặp phải những sai lầm, những khó khăn và thậm chí là những hối tiếc trong quá khứ. Nhưng xin hãy nhớ rằng bạn không phải là những sai lầm khó khăn của mình. Mỗi trải nghiệm, mỗi thất bại là bài học quý giá giúp chúng ta trưởng thành và phát triển. Ngay lúc này đây, bạn có trong tay một sức mạnh lớn để xây dựng hiện tại và tương lai của mình. Mọi điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn, dù là tốt hay xấu, đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến. Đừng để quá khứ là gánh nặng. Hãy nhìn về phía trước và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Mỗi bước đi, mỗi quyết định bạn đưa ra đều là bước tiến mới, là cơ hội để bạn tiến xa hơn trong cuộc đời này. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc, học hỏi từ mỗi trải nghiệm và dùng sức mạnh của bạn để xây dựng một tương lai đẹp, đầy tiềm năng và hạnh phúc. Đừng tùy tiện làm phiền người khác. Trong mắt bạn, có thể đó là một loại đau khổ, một thách thức hay một sự khó chịu nhỏ nhặt.
nhưng đối với họ, đó lại có thể là cả một niềm hạnh phúc to lớn. Vì vậy, đừng tùy tiện nhìn nhận người khác theo con mắt chủ quan của mình. Mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những khao khát và mong muốn riêng. Những gì bạn thấy là không quan trọng có thể là điều quý giá nhất đối với họ. Hãy tôn trọng và đánh giá cao điều đó. Trước khi hành động, hãy suy nghĩ và cảm nhận cảm xúc của người khác. Đừng để ý đến những gì bạn muốn hay cảm thấy, mà hãy cân nhắc đến cảm xúc và nhu cầu của họ. Bởi rất có thể, bằng cách tôn trọng và quan tâm đến người khác, bạn đang tạo ra sự hạnh phúc và niềm vui cho họ, không phải làm phiền đến họ. Nếu có thể, hãy xem bản thân mình là một người khác. Bạn sẽ nhận ra rằng việc này giúp giảm bớt đi nỗi thống khổ mà bạn đang phải chịu. Khi bạn nhìn vào mình từ góc độ của người khác, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc tôn trọng sự độc lập và không xâm phạm đến người khác. Nếu bạn xem người khác như là mình, bạn sẽ học được cách quý trọng bản thân và sống vui vẻ. Bạn sẽ hiểu rằng để được người khác hiểu, trí tuệ và sự thông cảm là yếu tố quan trọng. Nhưng cũng đừng quên rằng để được hiểu bởi chính bản thân mình, đó mới thực sự là hạnh phúc. Việc tự hiểu mình đồng nghĩa với việc biết đánh giá bản thân và thấu hiểu sâu sắc về bản ngã. Hãy cân nhắc xem mình từ góc độ khác nhau để trở nên hiểu biết và giàu trí tuệ hơn. Chỉ khi bạn hiểu rõ về bản thân mình, bạn mới thực sự có thể trở thành một người tài đức, sống hạnh phúc và ý nghĩa. Đừng giễu cợt châm chọc người khác. Dù có thể những lời nói này mang lại niềm vui vẻ nhất thời, nhưng chúng sẽ để lại vết thương sâu trong tâm hồn của người bị tổn thương. Nhân cách của mọi người là một phần quý báu, và việc chế nhạo châm chọc chỉ làm hủy hoại giá trị đó. Trên thế giới này, sinh mệnh của chúng ta dựa vào nhau để sinh tồn. Chúng ta cần nhau để đạt được mục tiêu, để vượt qua khó khăn và để cùng nhau chia sẻ niềm vui. Việc học cách biết ơn là cách tôn trọng và đánh giá cao sự hiện diện của những người xung quanh. Hãy nhớ rằng mỗi lời nói, mỗi hành động có thể gieo rắc hạnh phúc hoặc là gieo rắc đau khổ. Hãy chọn lựa từng từ ngữ và hành động của mình để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà mọi người có thể cùng nhau phát triển và hạnh phúc. Chúng ta cảm ơn thiên nhiên đã ban phúc nguồn sống vô tận từ những ngọn núi cao, những dòng sông êm đềm và những cánh rừng xanh ngát. Cảm ơn cha mẹ đã dưỡng dục. Họ là nguồn động viên vững chắc, là bảo vật quý giá trong cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn sự bình yên của xã hội, nơi mỗi người được tôn trọng, được yêu thương và được chia sẻ. Cảm ơn hương vị của đồ ăn, là nguồn năng lượng cho cơ thể và là niềm vui của tâm hồn. Cảm ơn sự ấm áp của quần áo, làm cho chúng ta luôn ấm lòng giữa những cơn gió lạnh. Và cuối cùng, chúng ta cảm ơn nghịch cảnh, những thử thách khó khăn trong cuộc đời. Chính những khó khăn đó giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ, kiên nhẫn và biết ơn hơn với những điều đơn giản nhưng quý báu trong cuộc sống. Hãy biết ơn mỗi khoảnh khắc, mỗi trải nghiệm và hãy sống với lòng biết ơn và tận hưởng từng phút, từng giây đầy ý nghĩa. Đừng giữ mãi những hận thù, những điều gì đó mà bạn ghét. Sống với những điều mà bạn không thích sẽ chỉ làm tổn thương bản thân mình hơn là giải quyết vấn đề. Tha thứ không phải là việc nói những gì bạn đã làm là đúng đối với tôi, mà là sự chấp nhận rằng bạn không để cho hạnh phúc của mình bị hủy hoại bởi những gì người khác đã gây ra cho bạn. Hận thù là một gánh nặng nặng nề, làm cho trái tim chúng ta trở nên u ám và chật vật. Tha thứ không phải là quên đi mọi điều đã xảy ra, mà là học cách tiếp tục sống và không để quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của chúng ta. Hãy nhớ rằng, khi ta tha thứ, ta không chỉ giải thoát cho bản thân mình, mà còn mở cửa cho sự hòa bình và hạnh phúc tràn ngập trong cuộc sống. Hãy để lòng nhân từ và sự hiểu biết làm chủ, và bạn sẽ thấy một thế giới mới rộng lớn mở ra trước mắt mình. Tha thứ là câu trả lời cho việc hãy buông tay đi, đi tìm bình an và giải phóng bản thân bạn. Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ dành cho người khác
mà nó còn dành cho chính bạn. Hãy tha thứ cho bản thân, tiếp tục sống và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt nhất, bởi biết đâu một ngày nào đó khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra rằng chúng mới thực sự là điều vô cùng ý nghĩa với cuộc sống của mình. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn không phải là những thành công lớn lao hay những sự kiện hoành tráng, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé không tên mà bạn dành để mỉm cười cùng với ai đó quan trọng với bạn. Đó có thể là một cái nhìn từ người thân yêu, một lời khen ngợi từ bạn bè, hoặc một cuộc trò chuyện ý nghĩa với người thân. Những khoảnh khắc nhỏ bé này là những hạt nhân của hạnh phúc, là nguồn năng lượng tích cực để bạn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Hãy sống mỗi ngày với tinh thần biết ơn và tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ nhặt, bởi chúng mới thực sự làm cho cuộc sống trở nên đáng sống và ý nghĩa hơn. Đừng đổ lỗi cho người khác về rắc rối của bạn. Khả năng thực hiện ước mơ của bạn không phụ thuộc vào người khác, mà tỷ lệ thuận với khả năng tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi bạn trách cứ người khác vì những gì bạn đang trải qua, thực ra bạn đang chối bỏ trách nhiệm và trao cho họ quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình. Mỗi người đều có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình. Dù có khó khăn, thách thức đến đâu, bạn vẫn có quyền lựa chọn cách đối diện và xử lý chúng. Thay vì đổ lỗi cho người khác, hãy nhìn vào bản thân và tự hỏi mình, tôi có thể làm gì để giải quyết vấn đề này? Tự nhận trách nhiệm là bước đầu tiên để bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình. Hãy đứng lên và đối mặt với thử thách. Hãy tìm kiếm giải pháp và hành động để tiến lên phía trước. Đừng để người khác làm chủ cuộc sống của bạn. Hãy là người làm chủ và tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của chính mình. Đừng bao giờ ức hiếp những người yếu hơn mình. Đồng cảm với họ không chỉ là một loại đức hạnh, mà còn là một cảnh giới, một sự hài hòa giữa con người và thế giới xung quanh. Một tâm lý khỏe mạnh sẽ mang lại một thân thể khỏe mạnh, và người có lòng độ lượng sẽ trở nên có khí chất và đẳng cấp hơn. Những người biết ơn và đồng cảm với người khác sẽ thu hút được nhiều nhân duyên tích cực và thành công hơn trong sự nghiệp. Hãy dành thời gian để tu thân dưỡng tính và làm người tốt hơn mỗi ngày. Bằng cách này, chúng ta không chỉ làm tốt cho bản thân mình, mà còn góp phần vào sự hòa hợp và phát triển của xã hội. Đừng tự khép kín bản thân trong vỏ ốc của sự tự ái và tự hào. Giúp đỡ người khác không chỉ là một biểu hiện của cao thượng, mà còn là một hành động thể hiện tình người và lòng nhân ái. Hiểu cho người khác là một loại độ lượng, một cách nhìn nhận cuộc sống từ góc độ rộng lớn, và tha thứ cho lỗi lầm của họ là một loại đạo đức vô cùng cao đẹp. Khi ta mở lòng và tay ra để giúp đỡ người khác, chúng ta không chỉ làm cho họ cảm thấy được an ủi và ấm áp, mà còn thấy được ý nghĩa và hạnh phúc trong việc cho đi. Tha thứ không chỉ giải thoát cho người khác, mà còn giúp cho chúng ta tự do tâm hồn và tạo ra một môi trường sống bình yên và hòa thuận. Hãy sống một cuộc đời đẹp bằng cách làm người tốt và hảo ái với mọi người xung quanh. Đó mới thực sự là cách để chúng ta tạo ra những dấu ấn đáng nhớ trong lòng người khác và để lại một di sản vĩnh cửu của lòng nhân ái và đạo đức. Khi xảy ra điều gì đó, đừng tự khép kín bản thân mình trong cái vỏ ốc. Hãy mở lòng đối diện với thử thách và hành động để đạt được những thành tựu cho bản thân và cho người khác nữa. Lo lắng chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho ngày mai, nhưng lại tước đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để giảm bớt lo lắng là tự đặt ra cho mình câu hỏi, điều này có quan trọng trong 1 năm, 3 năm hoặc là 5 năm tiếp theo hay không? Nếu câu trả lời là không, thì đừng lãng phí thời gian và năng lượng để lo lắng về nó nữa. Hãy tập trung vào những điều quan trọng và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống của bạn. Hãy sống mỗi ngày với tinh thần nhẹ nhàng và hạnh phúc, và đừng để bản thân mình bị quấy rầy bởi những suy nghĩ tiêu cực và không cần thiết. Tự giải thoát bản thân khỏi sự lo lắng là tập trung vào những điều tích cực
và xây dựng là cách tốt nhất để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Cuối cùng, đừng bao giờ trở thành người vô ơn. Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh tốt đẹp hay là tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn về cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, có những người đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy một chút hạnh phúc, một ít sự sống sót. Thay vì suy nghĩ về những gì bạn không có, hãy tập trung vào những gì bạn đang có, những điều mà người khác chỉ có thể mơ ước. Biết ơn là cách giữ cho tâm hồn chúng ta luôn tràn đầy sức sống và tích cực. Dù cuộc sống có đưa đẩy ta qua bao nhiêu thách thức, nhưng việc biết ơn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ giúp cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn một cách đầy kiên nhẫn và lạc quan. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn và sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc với những người xung quanh mình. Đó mới thực sự là cách để ta trở nên giàu có trong tâm hồn và tạo ra một thế giới đẹp đẽ hơn cho chính mình và cho mọi người.